Rồi hôm nay nhà mình sẽ chuẩn bị đi vườn hoa Vạn Phúc nha cả nhà. Đây cả nhà, rồi bây giờ mình sẽ đi vô nha. Đây vườn hoa Hướng Dương ở khu Vạn Phúc nè. Quá chừng luôn, hoa Hướng Dương quá chừng cả nhà. Ở bên đây có cái trò chơi nè, khu vui chơi nè. Đây cả nhà, đây hoa Hướng Dương nè, đẹp chưa? Đây, trời ơi, đẹp ơi là đẹp luôn cả nhà ơi, đẹp lắm luôn. Để mình đi sau vô trong nha, bây giờ cũng có nhiều người chụp hình lắm luôn rồi đó. Rồi đó, ông đi chưa này Quốc, ông chiều này. Đây nè, đây nhiều bông nè Thịnh ơi, đây nhiều bông nè, đẹp lắm nè. Đâu, rồi Thịnh. Coi con nha. Ôi ôi, hoa Hướng Dương đẹp chưa cả nhà. Đi một vòng chút ba dẫn qua đó. Đẹp không? Dưới đây rồi, nắm tay ba nè. À. Đẹp chưa, đẹp chưa? Bế con lên, dẫn con đi. Dẫn nữa. Đi vô trong chỗ hoa nào đi. Cái cầu đó lâu quá. Đường này ướt nước hết rồi, chỉ có hoa đào ở đây thôi. Bông bóng đó hả? Cái lấy hả? Bảo vệ bắt chết. Bảo vệ bắt chết. Nè chú bảo vệ đang ngồi sau lưng mẹ nè. À. Đây nè ba chỉ đi, ba chỉ cho nơ đi. Mình thấy của mình nè. Đẹp chưa? Bắt. Nhiều người lắm cả nhà ơi. Đang cố gắng chụp cho lẹ để qua bên kia kìa. Bên kia có đồ chơi của em bé và ảnh nhiều lắm. Chen nhau chụp tùm lum hết, rất là vui luôn. Không có được hái hoa cây nè bạn, cao 1m hay mét hơn cũng có, rất là nhiều người chụp hình luôn đó. Hai lãnh thì ở đây chơi nha, bây giờ mình sẽ qua bên đường. Bên này cũng có một cái tiểu cảnh bên này rất là đẹp luôn cả nhà, rất cũng rất nhiều người chụp luôn. Ba với nơi qua đây chơi rồi, mình sẽ qua đây cho nơi chơi trò chơi bên này. Mình không có thời gian để mình đi hết luôn các bạn ơi, nhưng mà ở đây khá là đẹp, đẹp lắm. Mình quay chút cái tiểu cảnh ở đây nha, rồi mình sẽ đi qua quay vô chỗ nơi chơi mới được. Đây khá là trơn nha cả nhà, cẩn thận á, được chưa? Ở đây quy hoạch đẹp lắm, mát nữa. Đây đó là vườn hoa, bên này mình đi cho nơi đi. Cái giống dưa leo mà cái trái nó bự vậy mà nó còn non là giống cái giống gì vậy? Không biết. Rồi nữa với ba nơ đang qua tới chỗ ấy rồi. Nhiều người lắm, bây giờ hiện tại đang giờ đang nhiều người lắm luôn. Đẹp hơn cả nhà ha. Khí hậu bây giờ trời rất là mát luôn, Sài Gòn nó lạnh lạnh á. Đây là hai cha con nè, áo dài áo xanh xanh nè. Nơi khu vui chơi em bé này mình phải bỏ giày ra nha.
Hai cha con đi đâu rồi? Đang chơi rồi, chơi cô tụi bên kia rồi. Đi quá chừng luôn kìa. Để vô coi nó đang chơi gì nha. Nó đâu rồi? Nó chơi gì vậy? Ba giúp nơ kìa ba. Đằng đó có quán cà phê bự lắm cả nhà, bự lắm. Đó, bên đó là cà phê, bên này là gửi xe nè, gửi xe, và ở đây là cái vườn hoa hướng dương. Ơi, đó vườn hoa hướng dương cả nhà, nhìn từ bên hướng bên này. Sẵn cái có mấy cái tòa nhà phía sau xây hoàn thành chưa xong, cảm thấy nhìn cũng ạt ạt như châu Âu vậy đó. Đâu, nơi với ba lên coi, ba nhúng á ba, hình như nhúng bên này bên kia. Quay. À quay hả? Chỗ này mát lắm anh ơi, chiều đi là mát dữ nữa. Nhưng mà có lẽ chiều chụp không đẹp bằng bữa sáng có nắng sớm đâu. Mình khuyên là các bạn nếu đi đây thì mình đi sớm nha các bạn. Mình đi vô khu đô thị Vạn Phúc, mình cứ đi thẳng hoài luôn, qua một cái cầu nhỏ quẹo phải là tới. Quẹo phải là thấy đông người dữ lắm luôn á. Ba coi nơ kìa. Trời ơi, nơi leo cao dữ gì trời. Wow, đây chiến thắng rồi. Yeah. Chào các bạn đã đá banh nè. Vui chưa? Đi gia đình vui lắm. Buổi chiều cho các bạn đi buổi chiều vui hơn. Buổi chiều mát hơn cho các bé. Bây giờ thì hơi nắng á. Để sát bờ sông rất là mát luôn. Không được đi vô đó con. Bây giờ ở chỗ này là mình đứng sát cái bờ hồ bờ xanh nha cả nhà. Đây. Mình nghỉ buổi sáng sớm hoặc buổi chiều mát thì chụp sẽ rất là đẹp hơn, trình ạt hơn á nha. Bây giờ hơi nắng thì mình phải chụp theo xuôi hướng nắng, cái chụp ngược hướng nắng thì nó chói mặt lắm. Ở đây hiện tại đang rất mát nha cả nhà. Mát lắm. Mát lắm luôn á. Rất là nhiều em bé ở đây chơi luôn nè. Hai cho con nơi nè. Đây khu giữ xe nè cả nhà. Đó, giữ xe xong qua cái hàng rào này một cái. Mẹ ơi. Ơi. Là tới. Bên đó không có chỗ ăn. Càng cho đó là tới à. Thấy không? Bán rồi thôi mình đi về cả nhà ơi, giờ nắng rồi. Cảm ơn. Về thôi.
Ừ, bây giờ đi ăn trưa trong khu đô thị nha cả nhà. Khu thì mình thấy quy hoạch tốt ghê, khác như những khu nào mới thì nó phải đẹp hơn rồi. Ừ, nãy đi đây nè, giờ quẹo qua trái nha cả nhà nha. Từ ngoài chạy vô trong thì mình chạy thẳng đi qua cái cầu một dàn ngang nè, rồi mình rẽ phải đó. Bây giờ mình đi về đi ngược lại thì rẽ trái. Giờ chạy qua chỗ thôi em, đang đây chụp hình nha. Đó, trong đây ta quy hoạch đẹp lắm cả nhà ơi. Cái đó của chú đó đây nè các bạn, nhìn thấy không, ở đây quy hoạch rất là đẹp luôn ha.